em gái anh kêu đây nè, anh mua qua đây. Đó, đẩy vòng vòng vậy đó. Đó. Chú ơi, chú ăn đi chú. À, ăn xôi không chú? Quán cháo ăn xôi. Cà phê. Xôi rồi chú. Chị ăn xôi không? Em mua xôi. Chị ăn xôi đi. Bao nhiêu một hộp à, em gái? Dạ 10.000 anh. À 10.000. Cháo thì 15.000. Đây cô, chúc con ngon miệng à. Còn cái món đây là món gì đây? Dạ món cháo anh. Cháo cay nấm. À đầy đủ topping legume. À, bán hồi đó mà bán xuống đây bán là mình đâu có ngồi cố định trong sạp hay gì hả bà? Có cố định. Dạ. Có chạm công. Dạ. Rồi dạ. 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 Hồi giờ bà xuống đây là bà chỉ bán bông thôi hả bà? Bà già rồi 81 tuổi rồi. Dạ. Còn bán hồi giờ cũng bán bông. Dạ. 81 tuổi rồi không nghỉ mà vẫn còn đi bán. Em con. Dạ. Dạ. Kiếm tiền mua thuốc rồi uống con. Dạ. Nhất đau ghê em con. Mấy ngày thường mà bán phở là mấy giờ mình đã bán rồi? 2 giờ em bán. 2 giờ đã bán rồi. Dạ. 35 năm. À 35 năm. À, bữa nay là bán chay. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại chợ Đầm đó bà con cô bác anh chị. Chợ Đầm buổi sáng tầm khoảng 4-5 giờ đó thì Phương cũng quay cũng rất là nhiều clip rồi bà con cô bác anh chị. Thì hôm nay Phương sẽ quay lại chợ Đầm cho bà con khán giả xem ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Giờ vị trí Phương đang đi nè, đường Lê Lợi. Bên đây là chị bán cà phê, bán đậu nành nè, bán rất sớm. Chào chị. Sao bên này quay ban đêm? Hả? Quay ban đêm. Đêm ngày thì cũng có hết trơn.
Ủa sao chị chứ hồi giờ chị chưa thấy em quay ban đêm hả? Dạ. Tất cả nói đây. Bên này là chị bán tô bánh mì nè. Sáng nay là mùng 1. À, hôm nay là cũng là ngày lễ, người ta đi chơi rồi cũng vắng nè. Mấy hôm là mấy ngày rằm đó. Ngày mùng 1, chỗ này cũng rất đông nè. Giờ vắng rồi. Chào em gái. Bữa nay vắng quá hả? Chắc ta đi chơi lỡ hết rồi. Ngay chỗ này thì buổi sáng là bán bông nè, và bữa nay bông cũng ít. Giang chào bà. Bữa nay vắng quá hả bà ha? Dạ, mấy bữa con thấy đông mà, mấy bữa mùng 1, mấy tháng trước là đông. Dạ. 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 Bà bán cũng lâu lắm rồi. Dạ. Con quay bà mấy lần rồi mà. Dạ. Bà không nhớ đó. Dạ, quay cho nhiều khán giả xem cái chợ đầm của mình đó mà. Bà bán ở đây cũng mấy chục năm nữa hả bà ha? Nhiều, gần 60 năm rồi. Ồ, dữ nhằn luôn. Vì trước đó thì bà bán ở vị trí nào bà? Cách đây mấy chục năm đó. Chạy lung tung đó. Dạ, chạy lung tung thôi. Nó thay đổi tùm lum tùm la. Bà bán hồi đó mà bán xuống đây bán là đâu có ngồi cố định trong sạp hay gì hả bà? Có cố định. Dạ. Chạy lung tung. Dạ. Rồi, dạ. Dạ. Hồi giờ bà xuống đây là bà chỉ bán bông thôi hả bà? Bà già rồi, 81 tuổi rồi. Dạ. Bà bán hồi giờ cũng bán bông. Dạ. 81 tuổi rồi không nghỉ mà vẫn còn đi bán. Em con. Dạ. Dạ. Làm kiếm tiền mua thuốc còn uống con. Dạ. Nhất đau ghê em con. Bà cũng ở Diên Khánh hả bà? Hả? Bà ở Diên Khánh hả bà? À, Hồng Rớ. Vậy là ngày trước là bà ở bóng rồi hả bà ha? Dạ. Yeah. Bà bán cũng khá là lâu rồi. Bà ở Hồng Rớ. Mấy giờ bà có mặt ở đây rồi bà? Ngày rằm 11 giờ, ngày thường 13 giờ. Dạ. Yeah. 3 giờ, 2 giờ từ cái giờ. Dạ. Khi nào làm cái này là bà mua người ta chở xuống mua hay là bà đặt hàng từ những kia chở xuống bà? Cái này dạ. Bán chỉ chút đỉnh rồi bán lẻ mà bây giờ dạ. Chỉ ta không dạ. Thấy bán không à, không thấy người mua. Mà bữa nay là cũng ngày lễ nữa bà. Thành ra người ta đi chợ cũng vắng. Ngày lễ nhiều. Dạ. Rất là vắng luôn. Rồi bán không hết là bà bán mai bán tiếp. Cũng là cái giờ này ra tiếp. Dạ. Dạ con chào bà nhưng bà. Con cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ Phương sẽ đi vô chợ ha. Chợ cũng vắng nè.
Chào cô. Đây này bắt đầu là soạn lại nè, tiễn lại cho nó đẹp nè. Bữa nay vắng quá hả cô ha? Dạ. Mấy bữa mùng 1 là đông lắm á chứ. Chắc người ta đi chơi lễ hết rồi cô ha. Dạ. 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 Thường thường là trước ngày rằm mùng 1 là đông hơn cô ha. Dạ. Dạ. Nghỉ thì chơi lễ dạ. Ủa, cô cũng còn nhiều nè. Không có người mua luôn. Không có người mua. Dạ. Trong được qua. Cô bán đây cũng lâu rồi hả cô ha? 30 năm không cô? Đó. Bán ở đầu trên kia. Đầu trên cũng là bán 4 năm. Dạ. Cũng là bán như gì thôi, chứ không phải ngồi sạp cố định hả bà? Dạ, cũng ở để xuống gì xong còn đi cho ta bán sỉ. Dạ, dạ. Cái này bán sỉ thôi. Rồi bán không hết là bắt đầu mình ở lên thùng bán lẻ. Dạ, bán lẻ. Cũng ngồi vị trí này luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bán chợ đêm. Tôi cũng chào cô nha cô. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn may mắn nha cô. Rồi, chào em trai. Bên này là chị này đang chở bông vô nữa nè. Em trai. Bữa nay vắng quá ha. Cái bữa là đến đây là giờ này là thấy em bận rộn á. Đây vắng. Hả? Rồi. Thôi chào em nha. Rồi bên này là cô đẩy đẩy xì chảo nè. Sao em rao lên hả? Quen rồi hả? Quen rồi. Để em đẩy xì chảo nè. Rồi phải đẹp rồi chứ. Giờ em đẩy hướng nào? À bánh bao măng, bánh bao chay, bánh bao ngọt, bánh bao. Em gái anh kêu đây nè, anh mua qua đây. Đó, đẩy vòng vòng vậy á. Đó. Đó. Rồi. Bây giờ đã Phương mời mấy chú mấy anh ăn xôi cho chú. Con mời xôi nha. Cháo ăn xôi. Rồi ăn cháo ăn xôi. Cháo đi. Rồi. Mua ủng hộ em cho em hết sớm đi về cho. Như hết đây là bao nhiêu tiền của vụ á? Của vụ thôi. À, vừa con, ăn cái con. Rồi. Rồi, mấy 4 hộp hả? Anh ăn bắp không anh? Ăn bắp hay cháo? Giờ gì hả cháu? À, xôi bắp. Anh mới hàng đắt lắm á. Cô chủ yếu quá, cô
Ủa em gái, ủa em tên gì sao mình không đỡ cái thương hiệu cái xe đẩy rồi nè. Ở đây chợ đầm này ai cũng biết mặt em anh à. Hả? Chợ đầm này ai cũng biết mặt em à. Nhưng mà khán giả của anh mới mới gặp em chưa biết tên em này tên gì. Dạ em tên Lũng. Tên Lũng. Lũng. À Lũng Lũng. Lũng bán xôi chợ đầm nè. Nếu mà lỡ có quên tiếng sao để sao? Cái gì mà chạy ra là Lũng á. Chạy ra là Lũng á. Trời ơi, mà đông trúng tụi lên. Trời ơi, sao mà hay biêu điếu con nhỏ cháu. Em bán này cũng lâu lắm rồi nè. Rồi mời anh nha. Đây là xin giới thiệu tiếng sao là bán từ hồi lúc mà 7 tuổi đi bán rồi nè. 7 tuổi đi bán rồi hả? 7 tuổi đi bán rồi. Bữa nay chợ cũng vắng ha em gái ha. Hôm qua đông. Rồi mấy gói em, tổng cộng là 4 người đúng không? 4 gói nè. Em ở Nha Trang á. Em ở Nha Trang hả? Dạ. À, tưởng là em ở đâu ra chứ còn ở Nha Trang ngày nào ghé đây làm được. Ngày nào cũng ghé đây ủng hộ đó. Dạ này chị có không anh trai? Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay chị có không chú? Bữa nay sáng giờ chị có không? Dạ. Dạ, đứng biết à. Đứng biết hồi sáng giờ ông đang đứng ở trong bữa qua chị được. Dạ, hôm qua đông hơn. Qua đông đúng dạ. Ngày cúng á, ngày rằm. Dạ. Còn mấy ngày đang ngồi chơi mà. Ông toàn con cháu mừng thương mẹ. Đỡ tụi tôi. Dạ. Ô đỡ đó bụi chú. Bụi gì đó. Nhà chú gần đây không? Ở xa cách đây 10 số. Ở đâu rồi chú? Ở quê Hòn Sợn nè. À Hòn Sợn. À vì Hòn Sợn ngày trước là chú ở Bóng rồi. Ừ. Bóng xong lên Hòn Sợn đúng không chú? À, đúng. Dạ. Không, con chào chú nha chú. Rồi chào anh. Rồi chờ em gái bán xôi. Nha Trang biển xanh. Nha Trang biển xanh. Đúng rồi. Chào anh. Bây giờ Phương sẽ đi vô lối này ha. Lối này rất là quen thuộc, Phương cũng đi cũng rất là nhiều rồi. Hôm nay Phương đi thì rất là vắng. Cây rất là nhiều. Chào chị. Cô chú. Dạ. Mấy giờ đi bán rồi? Thì 3 rưỡi đi bán. 3 rưỡi rồi, chị xích cho xe vô kìa. Lên nhanh lên. Thôi, thôi, con lưu lại cho xe đi, chạy lên. Lưu lại xe đi. Lưu lại đi. Cảm ơn chú, bữa cho anh. Dạ. Hôm gặp ở nhà cô anh đó đúng không? Đúng rồi. Rồi bữa nay là bán hết chưa? Còn nhiều không? Xe tấp vô đây, xe tấp vô đây. Đã đậu đây ngồi á. Ủa?
bán trái cây, bán sầu riêng, bán nhãn nè. Rồi, chào anh trai. Chào anh. Xin chào. Quay miếng thôi, quay hoài, quay biết mặt luôn à. Rồi xong rồi hả chị? Mình về bán chợ nào? Về bán chợ nào? Chợ bầu, quay hoài. À, chợ bầu. Vậy đó hả? Nhiều khi Phương quay hoài cô không nhớ nữa. Quay hoài thôi à. Rồi chào bà chủ. Ủa còn ông chủ đâu rồi? Ông chủ ngủ rồi. Đó, ta đem quay cho bà chủ. Quay này giờ quay này chọc. Xe đậu nào đâu? Bên này có một cái quán phở con của bữa nay là bán cái gì ta? Rồi tôi tới tôi hỏi tôi chút là cùng ghé thôi ha. Cùng ai ăn quán phở này nè. À bữa nay là chào bà chủ bán phở. Đúng rồi. Bữa nay là bán chay rồi hả? À bữa nay bán chay rồi. Rồi. Rồi gặp lại chị nè, chào chị gái. Chào chị. Chị này là bán phở ngon lắm, Phương có ăn rồi. Rồi bên đây cũng là bán chay luôn. Rồi chào cô. Còn xôi là mấy ngày thường bên đây cũng vẫn bán xôi đúng không? Bán xôi cá. Xôi này Phương cũng ăn rồi. Cũng ăn rồi ngon lắm nè. Ủa cái này là cái bằng món gì ta? À. Coi như mình bỏ để gia vị đó hả? À gia vị thôi. À. Thôi chào bà chủ nha. Dạ. Chúc anh quay lại anh ăn. Rồi chúc hai chị ngon miệng nè. Bây giờ là 5 giờ bà con có bán chị. Dạ chào chú. Bữa nay chạy cũng ít hả chú? Vậy có không? Bữa nay cũng vắng hả chú ha? Chú chị xích lô ở đây nè.
Giờ xong rồi hả? Phương đi hết được cái đoạn này đó thì Phương sẽ qua ngay chỗ mà người ta bán hành ớt ha. Chỗ hành ớt thì Phương cũng quay cũng nhiều đó. Phương sẽ quay lại cái ngày hôm nay coi bên đó có đông khách không ha. Rồi bên đây này chị đang lựa xoài lại nè, rất là nhiều loại xoài luôn. Trông chỗ này vắng rồi. Bây giờ Phương quay lại cái quán quán phở chay ha. Cho mình một tô đi. Dạ. Cái này nè, mình cái này ngon hơn. À rồi ok ha. Rồi Phương chọn rồi đây. Ồ nóng hổi luôn này. Đây cái tô Phương buổi sáng Phương cũng ăn ít lắm mà. Tô này nó to quá. Đây cái tô Phương đây. Ồ quá nóng luôn. Miếng con này Phương nghĩ là giá 30.000. Bây giờ Phương sẽ thử trước cái nước ha. Ngon lắm bà con có bác chị. Bây giờ bà con khán giả ăn với Phương nha. Ngon. Bây giờ Phương ăn xong rồi, bây giờ Phương sẽ qua bên bán hành ớt tỏi phía bên kia ha. Phương hỏi cái tô của Phương bao nhiêu tiền. Em ơi, tô của anh bao nhiêu tiền vậy? Tô của anh 25.000. À 25.000. Thôi em chào hai chị nha. Hôm nay chợ cũng vắng hả chị ha? Người ta đi chơi lễ đó. Hey chị. Ôi, chị mời hả? Dạ. Yeah. Hôm nay là Phương có người mời nè, chị mời. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Dạ, nhiêu đó là đủ rồi. Dạ. Thôi em cảm ơn chị rất nhiều nha. Rồi chào bà chủ nha. Dạ. Ơi. Tên Nha Trang Biển Xanh. Biển Xanh hả? Đúng rồi. Để luôn coi. Rồi, coi là thấy mình trên toàn thế giới luôn nha. Lên thế giới luôn nha, đâu phải thông thường đâu.
Rồi lan tỏa lên nha, share nha, thả tim nha, like nha. Đây là địa chỉ 50E nè, bến chợ nè. Bữa trước quay một lần rồi mà. Hôm quay đó là khán giả thích lắm luôn á. Sáng nay trời có gió se lạnh đó bà con, có bà anh chị. Chào chị. Dạ. Rồi dạo này bán được không? Chị này là bán là chị gánh đi bán thôi. Dạ. Dạ. Rồi chị bắt đầu xếp bên đây nè. Chị gánh đôi chiếc cây này nè. Chị đi rất là nhiều con đường mà con có bán chị. Thôi em chào chị nha. Trồng trượt 2 đôi 30. Ở bên này mít rồi, cũng xong hết rồi nè. Rồi bắt đầu dọn. Bên này sầu riêng. Bên này cũng vắng luôn nè, vắng khách luôn. Rồi gặp em bán cháo qua đây rồi. Chờ em gái gặp nữa rồi. Bây giờ mình thấy đồ cháo thành xanh bán hoàng hết. À bán hoàng hết. Ủa bán lưng rồi bây giờ không? Mới bỏ thêm giá mới đúng không? Rồi có khách rồi, thôi chờ em gái nha. Người đẹp á, à, quay hồi sáng nha luôn nè. Chào em gái. Rồi bữa nay bán nhiều không? Bán khách nhiều không? Ít hả? Rồi mấy tháng mới gặp lại em gái nè. Giờ bắt đầu là dọn này ha. Mấy giờ mà mình dọn em gái? 7 giờ bắt đầu là dọn. Giải mặt bằng. Chào chị. Bữa nay ít khách hả chị ha? Thấy chị buồn. Bữa vui đúng không?
À bữa vui. Bữa đắt hàng, bữa dạ. Đó là người ta đi chơi lễ đó. Thành ra cũng vắng hả chị ha? Dạ, giờ này giờ cũng còn nhiều. Mấy bữa là giờ này là coi như là cũng gần hết đúng không chị? Ê ê ê ê ê ê ê chở ê. Đây là cái hàng nó đẹp không? Hàng nào? Bên kia đẹp hơn hay nhiều hơn, bên đây cũng còn nhiều nè. Thôi em chào chị gái nha. Rồi, ok. Rồi, gặp rồi. Đấy. Gặp lại rồi nè. Rồi. Gặp anh nữa, chào anh. Rồi, gặp em rồi. Bữa giờ. Ở Ninh Hòa đó. Hả? Bữa em dẫn đi vòng vòng ở Ninh Hòa đó. Dù ý là bữa giờ cái đi bày nó cánh vàng thôi. Ninh Hòa đó hả? Cũng hên xui à? Rồi hồi sáng giờ bán được không? Thì mới tới à. Mới tới hả? Rồi em bán rau câu nè. Thôi chào em, chúc may mắn nha. Muốn bị con. Cái hàng con bị con. Vậy lâu câu biển hay gì? Nấu chè cũng được. Ở Ninh Hòa ở nào, ở thôn nào em trai? Em ở Ninh Hòa. À Vần Dẻ luôn. Ủa từ Vần Dẻ mà sáng phải chạy vô đây luôn hả? Ngày nào cũng chạy vô đây luôn. Rồi khách mua ủng hộ em này rồi. Thôi chúc em trai may mắn nha. Anh này vui lắm nè. Anh bán la ghim nè. Chào anh trai. Dạ khỏe chứ. Khỏe mới đi hoài hoài chứ. Rồi ông lên hoài vậy chứ. Dạ. Hồi giờ vẫn vậy mà. À, bữa nay đẹp trai hơn em, đẹp trai hơn mấy ngày kia chứ đúng không? À em đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn mới chịu. Rồi bữa nay là năm, bữa nay em năm. Em năm. Ở đây gọi là tình ngủ. Là bữa nay cũng thông thể hơn anh trai ha. Vẫn giống như mọi ngày. Dạ. Lâu lắm rồi mà thấy xuống đây hả? Dạ. 2 tháng rồi. À. Bữa giờ ghé đây anh tự không? Dạ, dạ không. Thôi em chào anh nha. À, con chào em. Rồi bên này là mà cũng bán rau nè, chào em bán rau. Hả? Đăng lên cho mọi người biết cái chỗ em bán nè, vô mua ủng hộ. Em bán đủ đó là nhiều nè. Đúng rồi, bán cho đắt nha. Vô mua ủng hộ em nha. Hút hàng đi luôn chốt. Hút hàng hả? Không có đâu. Ai dám hút. Có đó về màu tím mà đi chứ gì đâu. Thôi chào em gái nha. Dạ. Ủa bên này bán rau cũng nhiều nè. Dạ chào cô bán măng. À chào anh.
không gì mới về chiều sớm tôi về mới chờ ông bữa tôi ở Mỹ mình thấy ông đã thấy luôn hả? Bữa nay thấy nữa nha. Bữa nay chạy xe có không anh? Hả? Bữa nay chạy xe có không? À, bữa nay nghỉ lỡ mấy ngày. Dạ. Là chợ cũng vắng luôn ha. Nghỉ lâu mai mốt có gì liền. Dạ. Thôi em chào anh nha. Đây là mấy chị cũng mua xong rồi bắt đầu đi bán nè, bán mấy chợ nhỏ đó. Mấy giờ có mặt ở đây rồi cô? Mấy giờ có mặt ở đây rồi? Rồi chào chú. Dạ. Không gặp chú đúng rồi. Rồi chạy được không chú? Sáng giờ chưa. Dạ. Sáng giờ chưa có hả chú? Bến xe Ninh Hòa cũ đó. Đúng rồi, gửi chú rồi. Dạ. Dạ. Không chào chú nha chú, có duyên gặp lại chú nha. Bán rau rất là nhiều. Chào chị. Dạ. Bây giờ Phương ra qua bên đường Nguyễn Hồng Sơn rồi. Chào chị gái. Bây giờ Phương sẽ đi vô con đường Vạn Hòa. Bên này cũng vẫn có mấy người bán rau ở đây này, đang xọn rau nè. Bên này là bán phở. Dạ, bên này chay. Phở chay. Bên này cũng bán phở chay luôn nè. Chị ăn sáng không? Mời chị ăn sáng nha. Hả? Ăn không? Chị ăn sáng chưa? Ăn rồi hả? Thôi chào chị nha, chị đi bán nha. Bên này cũng bán phở chay luôn nè. Trời
trong đường Vàng Hoa thì ngay chỗ này là vắng rồi. Dạ. Đi lên cái bên trong hẻm lên trên này nè. Dạ. Không qua đây cũng được mà không qua bên kia. Dạ. Trụ điện đó. Dạ. Đó là hẻm kia. Dạ. Còn em lên cái hẻm này xe taxi đi lên hẻm bên này nữa là có cái hẻm bên kia. Dạ. Mà bên đây cũng vẫn đi qua cái hẻm bên kia được. Dạ. Bên này không có đi được. Không đi ngõ cục rồi. Ngõ cục rồi. Dạ. Thôi em chào chị nhé. Trong đây là cũng vắng nữa, ha, bà con cũng chưa mở cửa nè. Dạ. Dạ, thôi em chào chị. Sau này là chị bán bánh căn. Dạ chào ba, chào buổi sáng. Chào chị. Chị mới dọn ra nè. Hẻm này ra thật ra hay có kìa hà ra. Bây giờ Phương sẽ đi một đoạn nữa. Video này cũng khá là dài và con quán chị. Mong rằng video này đó cũng khán giả yêu thương xem ủng hộ cho Phương ha. Ngay chỗ này là người ta cũng hay cái lưới vô này. Bên này là sớm đoàn kết. Đã Phương rơm lại ha. Chào chị, cái mới vô ké rất là tươi luôn. Bên này là bản mực. Chào em bán mực. Xin chào. Cái đó bao nhiêu một ký em gái? 300 ngàn. 300 ngàn một ký. Rồi chào chị. Chào chị. Bán hết rồi hả chị? Bán hết rồi chị mừng hả? Chị bán cái hết rồi hả? Rồi bên đây là mấy chị làm để làm chè ké nè. Ké rất là tươi luôn, cá lưới. Ồ, cái ngát còn dễ dãy luôn ha chị ha. Em mua. Em đi quay phim mà sao em mua được? Người 20 ngàn.
khổ chứ quay không thì sao cho quay. Ồ, rất là tươi luôn, còn dễ dãy luôn nè. Đúng là cho 200 ngàn. Vậy hả? Ăn hở chay hả? Ừ. Vô chợ mua 20, 27, 40 cũng được. Chạy vô chợ lại, không nghe lại. À, chị bán toàn cá lưới không à? Không suy nghĩ. Cá còn sống luôn nè. Thôi em chào chị gái nha. Bên đây là bán ốc nè. Rồi bán tôm tít nữa ha. Con đây là con thầy con gì ta? Con thầy chùa hả? Này nè. À, cơm nấm á. Cái đó chị ăn cái càng là nó ngon thôi ha. Không quay đông lắm hả? Ồ vậy đó hả? À bữa nay vắng, người ta đi bắt đầu bữa nay là người ta à. Từ bữa nay cũng còn lễ đó. Bữa nay ăn rằm lớn. À bữa nay rằm nữa mà. Rồi mấy chị mấy giờ đã bán ở đây rồi? 4:30 là có rồi, mua hải sản tươi nha. Thôi chào chị nha. Rồi chị đây chị đảo chưa có vừa ý nè. tìm. Rồi bên này là ngồi cà phê. Đi nữa tao. Bữa nay đi nữa lại đúng không? Đúng rồi, chào chị bán cà phê. Ngày mới vui vẻ. Rồi chào anh. Ngồi đi mát ha, anh ha. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.